Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 1967-2017, triển lãm ảnh Đất nước con người ASEAN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đã giúp công chúng thủ đô được khám phá về các nền văn hóa trong khu vực. Phát biểu tại khai mạc Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh, triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm. Đây cũng là ngày hội của giới nhiếp ảnh ASEAN và là dịp để các nhà nhiếp ảnh Việt Nam và ASEAN giao lưu, trao đổi, học hỏi và sáng tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển một khu vực hòa bình, thịnh vượng. Ban tổ chức cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, đã nhận được hơn 10.000 tác phẩm của 1.248 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên của 10 nước ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 230 bức ảnh trưng bày tại triển lãm. 10 tác phẩm xuất sắc nhất của 10 quốc gia đã được lựa chọn để trao cúp đồng hạng mang tên Ảnh ASEAN 2017.